Tiết lộ cách làm thế nào để bắt tiền làm việc cho mình, cơ hội làm giàu là đây chứ đâu. Một sự thật là không chỉ người có thu nhập thấp mà cả những người thu nhập cao ngày càng trở thành nô lệ của đồng tiền. Khi bạn không kiểm soát được tiền thì chính nó sẽ bắt đầu chi phối bạn. Sự thật là không ít người thu nhập càng cao càng mua nhà to hơn, tiêu pha nhiều hơn, nợ nần càng gia tăng. Một trong số những câu trích dẫn của Robert Kiyosaki được nhiều người tâm đắc nhất chính là "Don't work for the money, let the money work for you." Tạm dịch là đừng làm việc vì tiền, hãy bắt tiền làm việc cho mình. Thế nhưng cụ thể việc này như thế nào thì không phải ai cũng biết vì đó là bí mật người giàu không muốn tiết lộ và sau đây là một số gợi ý của chúng tôi mà bạn có thể tham khảo. Một, Hình thành thói quen tiết kiệm Điều thường thấy là giới trẻ hiện nay có quan niệm sai lầm khi làm bao nhiêu cứ hưởng hết bấy nhiêu, không muốn nghĩ tới chuyện tương lai. Họ để dành tiền cũng chỉ để đổi điện thoại mới, đi du lịch, tới nhà hàng sang trọng. Vì sao người trẻ phải tiết kiệm tiền ư? Vì nếu muốn giàu có thì phải học theo thói quen của người giàu, những người vừa biết kiếm tiền và vừa biết tiết kiệm. Có một câu nói rất hay của Jim Rohn, người nghèo tiêu pha thoải mái rồi tiết kiệm những đồng sót lại, người giàu tiết kiệm rồi mới tiêu. Những người hiện nay đang giàu có là vì họ luôn hình thành thói quen tiết kiệm từ sớm, từ đó mới có tiền để tiếp tục đầu tư hay theo đuổi ước mơ nào đó. Nói đến việc đầu tư hay tự làm chủ, hầu hết mọi người kêu ca rằng tôi không có tiền. Thế nhưng một khoản nhỏ cũng không tiết kiệm thì lấy đâu ra có được khoản lớn cho những mục tiêu cao hơn. Trong khi đó, những người giàu có ở hiện tại là nhờ trong quá khứ họ luôn tìm cách tiết kiệm, không ngừng dùng tiền của mình để kiếm lời. Nhờ quản lý ngân sách một cách hợp lý và có chủ đích nên mới có thể xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc về tài chính. Có rất nhiều bài học thực tế cho thấy, việc kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng bằng việc giữ được bao nhiêu tiền. Cốt lõi của việc giữ chắc vốn gốc là phải giữ chắc vốn liếng rồi từ đó phát triển với vốn lớn hơn nữa. Đó cũng chính là nguyên tắc nền trong việc sản sinh dòng tiền. Hai, đầu tư cho bản thân. Sau khi có tiền thì khoan hãy nghĩ tới việc đầu tư lĩnh vực kinh doanh nào hay kiếm lãi lời ở đâu. Việc đầu tiên bạn nên làm đó là đầu tư cho chính bản thân mình. Muốn trở thành một người giàu có, bạn cần phải học để am hiểu về tài chính. Sau khi đã có những kiến thức về tài chính Việc luôn sẵn sàng học hỏi và sáng tạo luôn là điều mà bất kỳ ai đang có ý định làm giàu phải ưu tiên hàng đầu. Cho dù bạn xuất thân trong hoàn cảnh nào, việc đầu tư cho bản thân đều rất quan trọng. Nếu như bản thân bạn không chịu thay đổi, bảo thủ với quan điểm của mình thì chắc chắn rất dễ bị bỏ lại phía sau. Hãy nhớ rằng trí tuệ chính là tài sản lớn nhất của con người. Trí tuệ nuôi dưỡng con người, giúp ta mở rộng được tầm nhìn hạn hẹp của bản thân, biết cách tiết chế những cảm xúc riêng để làm việc lớn trên thương trường cũng như chiến trường, sử dụng đầu óc để kiếm được những đồng tiền chân chính bằng trí tuệ mới là đáng khâm phục. 3. Tập trung vào thu nhập thụ động rất nhiều người thông minh về tài chính nhưng không thể giàu và vẫn loay hoay trong kiếp làm thuê. Lý do là bởi vì họ không thể vượt qua được nỗi sợ mất tiền và hoài nghi vào bản thân, không dám làm điều gì đó mới mẻ, bứt phá. Thế nên họ chỉ dừng lại ở giai đoạn tiết kiệm để bảo đảm an toàn cho số tiền của mình. Những người đó có thể có cuộc sống khá giả nhưng không có cơ hội để giàu có. Một mức độ cao hơn để bắt đầu bắt tiền làm việc cho mình đó là tạo ra nguồn thu nhập thụ động từ khoản tiền tiết kiệm hoặc kiến thức mà bạn có được. Không ít người xây dựng thu nhập thụ động thông qua việc cho thuê căn hộ, bán khóa học, làm affiliate, lợi tức chứng khoán hoặc lãi ngân hàng. Không có công thức chung cho mọi người vì việc nào cũng khó khăn ở giai đoạn đầu và bạn cần phải vượt qua bằng sự đam mê và một chút kiên nhẫn. Bạn có thể lập ra kế hoạch, mục tiêu tạo ra 2 đến 3 nguồn thu nhập mới và tự mình khảo sát kỹ, bắt tay vào hành động. Những công việc làm thêm này tốt nhất là những thứ bạn thích vì như vậy bạn mới bền bỉ theo đuổi nó tới ngày thành công. 4. Tập trung vào đầu tư Việc quan trọng sau khi tiết kiệm đó là đầu tư, vì thu nhập của người giàu thường gồm cả những khoản đầu tư vào việc tạo ra một doanh nghiệp, chẳng hạn như phát triển kinh doanh, sản xuất sản phẩm, tiếp thị và bán các dịch vụ của bạn hoặc đầu tư vào các dự án khác. Thực tế là việc học hỏi về đầu tư là việc cấp thiết vì đó là con đường giúp bạn làm giàu trong khi làm công ăn lương chỉ mang lại cho bạn cơ hội thoát nghèo còn cơ hội làm giàu không cao. Thay vì sử dụng một khoản tiền nhỏ để chi tiêu thường ngày thì bạn có thể sử dụng khoản đó cho việc đầu tư sinh lời vào các loại tài sản có giá trị không ngừng tăng lên. Điều tuyệt vời là tiền vẫn âm thầm chảy vào túi ngay kể cả trong lúc đang ngủ, đang chơi hay đang làm bất cứ điều gì khác. Tuy nhiên, để làm được điều này, bạn phải chấp nhận mức độ rủi ro và vẫn có thể phải tiếp tục làm việc và tiết kiệm, đầu tư trong một thời gian dài. Nghe có vẻ hay ho là thế nhưng bạn không nên hấp tấp Điều quan trọng là bạn cần học về đầu tư để từ đó có thể lựa chọn kỹ càng kênh đầu tư phù hợp với mình nhất. Nhiều người đầu tư vào các lĩnh vực như mua cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản, gửi tiết kiệm ngân hàng. Còn bạn cũng có thể chọn con đường riêng của mình nhờ vào hiểu biết của bản thân. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet khuyên rằng đừng bao giờ đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh mà bạn không hiểu gì về nó. Thế nên đừng quên trang bị kiến thức của mình về những lĩnh vực mà bạn quan tâm. Việc dành thời gian nghiên cứu và quyết định đầu tư vào đâu là thật sự rất quan trọng. Vì thế, bạn cần tạo ra thói quen tìm hiểu, khám phá các kênh đầu tư khác nhau, hiểu thật rõ ràng về chúng trước khi đầu tư nhiều tiền hoặc dành ra một khoản tiền cố định mỗi tháng để đầu tư. Nếu cần sự an toàn thì bạn có thể kết hợp cả việc mình được học và thuê một cố vấn tài chính. Như vậy, bạn sẽ không phải mất thời gian phân tích và theo dõi sự lên xuống của thị trường mỗi ngày. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hoàn toàn giao phó cho họ bạn cũng vẫn phải tiếp tục gia tăng kiến thức cho mình để đưa ra những quyết định khôn ngoan. 5. Tập trung vào tài sản hơn là tiêu sản 5.1 mua nhiều tài sản nhất có thể. Các cơ hội trong đời đến rồi đi nhưng hầu hết chúng ta bỏ lỡ vì quá bận tâm đến việc theo đuổi tiền bạc và sự an toàn, người giàu lại có thể biến chúng thành rất nhiều tiền cho mình. Đó là lý do hầu hết chúng ta không hiểu được tại sao có những người mua túi hàng hiệu giá hàng tỷ động, những bức tranh cổ, những chiếc thảm cổ. Một sự thất đó là người giàu không mua tiêu sản mà chỉ mua tài sản. Họ mua vì những món đồ trên không chỉ để sử dụng mà còn tăng giá theo thời gian. Nhìn chung, họ không có thu nhập chính từ lương mà chủ yếu là đến từ những tài sản mà họ đã đầu tư như tiền cho thuê, lợi nhuận kinh doanh, trái tức, cổ tức và lãi từ việc bán tài sản. Thu nhập họ thu về thường cao hơn nhiều so với chi phí bỏ ra. Sau đó, họ lại sử dụng số tiền chênh lệch đó để đầu tư nhằm tiếp tục tạo ra tiền. Họ không vội hưởng thụ số tiền đó, tiếp tục làm giàu cho đến khi cảm thấy đủ và có quyền mua món đồ mình thích. 5.2 đầu tư vào các mối quan hệ. Các mối quan hệ cũng là tài sản vô hình của người giàu. Đó là lý do người giàu có một hệ thống mối quan hệ riêng, từ đó họ thường có những cơ hội mà người ở ngoài không bao giờ nhìn ra được. Đây chính là mạng lưới mà tất cả những người giàu có đó đều có lợi. Điều này sẽ giúp họ xây dựng được hình ảnh thân thiện và mang về lợi ích rất lớn cho mình. 5.3 hãy cho đi có vẻ điều này không liên quan tới đầu tư, tiết kiệm hay khái niệm tài sản nhưng nó thực chất lại là một mối đầu tư quan trọng mang lại tài sản khổng lồ mà người giàu luôn lưu tâm. Cho đi là một cách giữ tài sản khôn ngoan nhất khi mà bạn cho đi một lại nhận lãi về 10. Người. người vì cộng đồng thay vì kẻ ích kỷ sẽ mang lại cho họ sự tin yêu, tôn trọng còn quý giá hơn cả tiền bạc. Những người giàu có thực sự là những người có tầm ảnh hưởng tới xã hội và thay đổi thế giới. Họ cho đi một nhưng những điều tốt đẹp của họ lại nhân lên gấp trăm gấp nghìn lần, thậm chí, không ai tính nổi lợi ích của họ mang lại nhiều tới mức nào